Những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương chính sách về phát triển kinh tế xã hội tại các khu vực vùng núi, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn còn khó khăn và thiếu thốn. Chia sẻ với những khó khăn đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã tổ chức quyên góp từ tất cả cán bộ, chiến sĩ toàn cục, chung tay ủng hộ và tổ chức chương trình thiện nguyện Đông ấm vùng cao, trao tình nghĩa năm 2023 tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái của dân tộc. Sau thời gian khảo sát thực tế tại xã Sơn Bình, đây là một xã nghèo nằm ở vùng núi cao thuộc tỉnh Lai Châu với mật độ dân cư thưa thớt, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Nắm bắt được tình hình đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phát động tới toàn thể cán bộ chiến sĩ, quyên góp, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân. Sau một tháng phát động và hai tháng khởi công xây dựng, đến nay đã có tổng 91 hộ dân đã được hỗ trợ xây nền nhà cứng. Hàng năm ý, thì ngoài công tác chuyên môn thì công tác an sinh xã hội này, công tác xã hội tình nghĩa cũng như là hướng đến những cái mảnh đời vẫn còn khó khăn ở trong xã hội thì cũng được Đảng ủy lãnh đạo cục và cán bộ chiến sĩ cục rất quan tâm và chỉ đạo. Chúng tôi cũng rất mong muốn là những cái hoạt động bé nhỏ này của chúng tôi sẽ góp phần nào đấy để giảm bớt cái khó khăn trong cuộc sống của bà con nhân dân. Ngoài 91 nhà sàn cứng đã được xây dựng, đoàn công tác còn trao tặng những phần quà, sách vở, đồ dùng học tập, chăn ấm cho nhân dân và học sinh tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Sáng đến Tết thì bà con ăn nó cho thích quà cho bà, thì đến Tết thì bà muốn vui, muốn cảm ơn nha. Thay mặt cho toàn bộ những cán bộ chiến sĩ của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh giúp được người dân phần nào thì chúng tôi thực hiện là giúp người dân ở phần đó. Rất là mong muốn là người dân có thêm được chiếc chăn ấm ngày giá rét và các em học sinh có thêm cái đồ dùng học tập trong cái thời gian tới. Mặc dù nó không nhiều nhưng mà cũng đem lại cái ý nghĩa tương thân tương ái với nhau. Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về công tác dân vận, an sinh xã hội cho cán bộ chiến sĩ trong toàn cục, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng quản lý xuất nhập cảnh nói riêng. Tinh thông, chuyên nghiệp, thân thiện, vì nhân dân phục vụ, góp phần tăng cường niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng công an, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân. Tiếp nối thành công của chương trình tuần lễ thương hiệu vào tháng 10 vừa qua, chuỗi hệ thống siêu thị Winscommerce đã hợp tác với công ty Unilever Việt Nam tiếp tục cho ra mắt sự kiện này nhằm kích cầu mua sắm cuối năm. Khởi động chuỗi hoạt động hợp tác là tuần lễ thương hiệu Lifebuoy, giới thiệu các sản phẩm nổi bật với giá ưu đãi dành riêng cho hội viên Win. Là một trong những thương hiệu xà phòng sữa tắm hàng đầu tại Việt Nam, trong lần hợp tác cùng Winscommerce lần này, nhãn hàng Lifebuoy cho ra mắt hai sản phẩm sữa tắm và nước rửa tay Lifebuoy phiên bản Tết Thanh Long và Tuyết Mai. Đặc biệt, chỉ có bán trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Nhãn hàng đang rất là bắt kịp xu thế và tôi thấy là cái bao bì của sản phẩm thì cũng rất là bắt mắt ý, và cũng rất là mang hương vị của ngày Tết với một sắc đỏ và biểu tượng con rồng Thanh Long. Giới siêu thị này rất là hay khuyến mãi, có đợt thì giảm sâu, có đợt thì giảm vừa. Nhà tôi thường ấy thì là kể cả khuyến mãi hay không khuyến mãi cũng vẫn mua cái loại này vừa tắm vừa gội. Song song đó, Winscommerce vẫn đồng thời triển khai chương trình hội viên Win tiết kiệm 20% các sản phẩm từ WinEco và Mid Daily và các chương trình khuyến mại định kỳ nhằm kích cầu mua sắm cuối năm, đảm bảo cung ứng đa dạng hàng hóa chất lượng với giá tốt hơn tới người tiêu dùng. Cụ thể là chương trình Giáng sinh rực rỡ, săn sale hết cỡ, áp dụng ưu đãi lên tới hơn 50% cho đa dạng ngành hàng, từ thực phẩm tươi sống cho tới đồ uống, đồ gia dụng. Hệ thống siêu thị của Vinmart là thường xuyên là lựa chọn của mình hàng ngày, bởi vì là ở đây hàng hóa rất là dồi dào và cũng rất là đa dạng cái địa chỉ, rất là thuận tiện cho mình, dù có thể bất cứ đâu cũng có thể tìm được mấy cửa hàng Vinmart tiện lợi. Và để mà mua tất cả những cái rau, thực phẩm rồi cũng như là những cái đồ dùng thiết yếu trong gia đình. Hệ thống thịt Mid Daily và các sản phẩm rau củ của Winmart đều rất chất lượng, nên tôi rất yên tâm khi lựa chọn các sản phẩm này. Đặc biệt thì vào thời điểm này, tôi thấy là có rất nhiều ưu đãi, vì vậy tôi sẽ tận dụng để mua sắm nhiều hơn.
Ngay sau tuần lễ thương hiệu Lifebuoy, WinCommerce sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty Unilever Việt Nam khởi động tuần lễ thương hiệu OMO với ưu đãi lên đến 30% cùng nhiều cơ hội săn các phần thưởng giá trị khác.